Mô A Di Đà Phật. Nam 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 Mô A Di Đà Phật. Về Tây Phương có A Di Đà, ở cõi đây có Phật Thích Ca. Phật hai nước phát tâm là độ dân chúng nơi Ta Bà. Về bên cõi A Di Đà, cảnh quang cõi A Di Đà, ngọc lưu ly xây hành lang, dùng châu lưới bao quanh nhà, hàng cây bao dung là đà, đường đi cũng chân châu ngang.